Tổng thống Biden ký lệnh cấm khai thác dầu khí bên ngoài công viên của người Hoa Kỳ bản địa. Kính thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 11, thì Tổng thống Joe Biden tuyên bố một bước hướng tới việc cấm phát triển dầu khí bên ngoài ranh giới của một công viên lớn của người Hoa Kỳ bản địa ở Tây Nam Hoa Kỳ trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh bộ lạc mà ông đang tổ chức. Tòa Bạch Ốc cho biết trong những tuần sắp tới thì Bộ Nội vụ sẽ bắt đầu xem xét việc thu hồi các vùng đất liên bang trong vòng bán kính 10 dặm xung quanh công viên lịch sử quốc gia văn hóa Chaco để bảo vệ khu vực khỏi việc cho thuê và phát triển dầu khí mới của liên bang. Các bộ lạc từ lâu đã kêu gọi các quan chức Hoa Kỳ nên cấm khoan dầu trong khu vực, một trung tâm của nền văn hóa Pueblo.